Rồi, Auto Style xin mến chào các bạn. Một nay có một siêu phẩm Ford Everest Wildtrak bản nâng cấp body Victor. Body Victor này được thiết kế riêng cho dòng Everest Wildtrak nha. Đi cùng với đó là dòng mâm rất xịn sò luôn, dòng mâm Vart. Đi cùng với đó là lớp Toyo, gai GT. Các bạn nhìn qua cái gói combo này, các bạn có thấy quen quen không các bạn? Đây là gói combo của Thái Lan nha, ở bên Thái Lan. Full combo này luôn. Anh khách anh xem rất nhiều clip bên Thái Lan các bạn. Anh xem qua những cái clip về mâm lớp, về body. Anh nói là anh ưng mẫu này quá Dũng ơi. Em làm sao order, em làm cho anh full như cái gói này luôn. Đó, thì bây giờ mình đã order về cái bộ mâm, mâm vát này. Trong những dòng thương hiệu của Thái Lan ha. Bên Thái Lan luôn. Ở bên Thái Lan thì dòng mâm nó chia làm nhiều phân khúc các bạn. Dòng mâm Vampire, dòng mâm Asix thì nó cùng phân khúc ha. Nó tầm giá tầm khoảng 28 đến 32 triệu các bạn. Dòng mâm Lenso thì tầm khoảng cũng 32 40 ha. Nhưng mà đối với dòng mâm Vart này các bạn, giá tầm khoảng 48 đến 54 triệu tùy mẫu các bạn. Trong những mẫu rất đẹp luôn các bạn. Bộ body Victor các bạn. Victor này được thiết kế dành cho Everest Wildtrak ha. Everest Wildtrak. Trong những mẫu Everest mà nó có cái chữ H ngay đây nè các bạn. Bạn thấy định vị của xe Wildtrak ha. Có chữ H xuống đây. Thì chúng ta phải có một body nó phù hợp với dòng Everest Wildtrak. Thì bên Thái họ cũng sản xuất luôn Victor trong những nhà chuyên sản xuất body của Everest Ranger các bạn. Mà thấy chữ Victor ẩn dưới đây. Trong những cái chi tiết cũng rất xịn sò luôn ha. Bộ body này thì nhập full Thái về luôn các bạn. Và anh khách order thêm cái mặt ga lăng theo phong cách của Jeep nữa các bạn. Đây là phong cách của Thái Lan luôn ha. Ở Việt Nam thì chúng ta chưa có nhiều mẫu. Chúng ta có vài mẫu về mặt ga lăng của chữ Ford thôi ha. Mẫu đó thì đã quá cũ rồi các bạn. Dạo gần đây thì mình có review thêm mặt ga lăng có con ngựa Mustang. Thì bây giờ có thêm một cái mặt ga lăng mới nữa. Giống như phong cách của xe Jeep vậy các bạn. Đó, được người Thái họ mix cùng với nhau. Rất hài hòa luôn các bạn. Body Victor, mặt ga lăng và bộ mâm lớp quá xuất sắc luôn ha. Đó. Bây giờ mình sẽ đi về chi tiết nè các bạn. Đây, cái mặt ga lăng này được thiết kế với những cái thanh dọc. Nó tạo sự khỏe khoắn ha. Nó thêm hai cái đèn LED ngay bên hông nữa nè các bạn. Đó, giống như phiên bản Wildtrak Storm Jack kìa các bạn, Ranger Storm Jack ha. Nó cũng định vị thêm hai cái đèn ngay đây ở phần cánh đó các bạn. Nó tạo thêm phần điểm nhấn và nó cũng làm thay đổi một cái mẫu nó mới hơn một chút xíu so với lại những cái dòng xe Ranger đang bán 2-3 năm gần đây các bạn. Đó, và Thái là trong những ngành công nghiệp phụ trợ, họ luôn ra những cái mẫu để làm sao làm mới những cái dòng xe liên tục luôn các bạn. Đây là xu hướng mới nhất của cuối 2023, đầu 2024 nha các bạn. Đó, cái mặt ga lăng. Mình đã chọn phương án là mình sơn đen bóng những chi tiết này. Và trên đây nó còn thêm ba cái đèn định vị đi theo phiên bản của Victor các bạn. Các bạn thấy. Đây là các bạn. Victor Design ha. Nhà Victor họ đẻ ra cái mặt ga lăng này luôn. Họ đưa ra một phong cách mới luôn ha. Và họ sản xuất ra một cái body đó, để phù hợp với dòng xe rất là chắc các bạn. Mình đã chọn phương án sơn cho anh khách là hai màu. Một màu sáng và màu tối. Màu sáng là mình chọn phương án là sơn màu bạc ở cái phần chữ C các bạn. Và màu tối là mình đã chọn phương án sơn đen mờ ở những cái phần thanh dọc còn lại các bạn. Khi mà các bạn nhìn vào cái xe này các bạn chỉ thấy được hai màu thôi ha. Màu trắng, màu bạc và màu đen thôi các bạn. Đen mình sẽ chọn hai tông. Tông bóng và tông mờ nó sẽ đan xen cùng với nhau các bạn. Quá đẹp luôn ha. Và những chi tiết lườn này mình sẽ sơn màu trắng ha, cùng màu với xe các bạn. Và cái màu trắng của Ford hiện nay luôn khá là khó sơn. Tại vì chúng ta phải chọn đúng mã màu. Màu trắng của Ford là nó có hai ánh các bạn. Khi mà chúng ta đứng cái góc này, chúng ta sẽ thấy nó hơi là màu sữa ha. Khi mà chúng ta đứng gần, chúng ta sẽ thấy nó hơi trắng hơn. Và chúng ta đổi góc thì chúng ta sẽ thấy một cái màu vàng vàng một chút xíu thôi các bạn. Đó. Nên cái việc mà đòi hỏi những anh kỹ thuật sơn này phải cực kỳ kỹ thuật luôn các bạn. Và canh màu phải đúng ha. Để khi mà chúng ta phối lên xe, để chúng ta đứng ở một cái góc nào, chúng ta cũng phải nhìn thấy được một cái màu trắng nó liên tục ha các bạn. Quá đẹp luôn. Đây. Khi mình làm xong thì mình sẽ khoét những cái lỗ cảm biến này các bạn. Lỗ cảm biến của phiên bản Everest 4x4. Đây là phiên bản cao ha. Đó, những cảm biến này mình giữ lại zin. Và khi mình làm xong mình sẽ test xe cho khách nha các bạn. Test để làm sao những cái cảm biến này nó vẫn hoạt động ổn nha. Nó vẫn hoạt động trơn tru nha. Không làm mất đi tất cả những tính năng gì của khách các bạn. Này. Bộ này thì của nhà Victor luôn ha các bạn. Và trong những cái signature của bộ này là có chữ Victor nằm ở dưới ha các bạn. Đó. Và nó được thiết kế khác với lại cái bộ Victor thế hệ trước các bạn. Victor thế hệ trước thì nó không có cái G này các bạn. Đây, cái G này. Và Victor thế hệ này thì họ làm thêm cái G này, nó gù lên chút xíu. Và ở đây họ làm một cái yếm có chữ Victor ha. Một cái định vị khác. Mình nghĩ Đây là trong những cái mà cũng khá là hay dành cho những khách thích mới, thích cái sự sáng tạo và thích cái kiểu dáng nó xu hướng hơn ha. Rồi nhà Victor họ tạo ra cái mặt ga lăng, cái cản trước xong thì họ tiếp tục tạo ra cái ốp của bánh các bạn. Tại vì cái mẫu Victor đặt trước thì ốp của bánh này chỉ là ốp của bánh mỏng thôi, nó chưa có phù hợp với lại cái body Victor, nó chưa có sự kết nối liên lạc từ trước ra sau ha. Thì Victor họ suy nghĩ ra để họ tạo thêm một ốp của bánh để nó bắt đầu cái điểm từ vị trí này, chứ bắt đầu từ điểm từ vị trí này nó sẽ bị dướng cảm biến các bạn, và nó dướng những chi tiết ở đây thì nó khá là rườm rà ha. Họ sẽ bắt đầu từ vị trí này đó, họ chạy và họ kết thúc ở những cái điểm cuối ở bên đây, và họ tạo ra một cái ốp của bánh dạng mỏng thôi, nhỏ thôi, có những cái đường gấp ngay đây các bạn, để nó phù hợp với lại cái đường gấp của cái xu hướng cái cản trước body Victor hả các bạn. Họ đã tính toán rất kỹ luôn khi họ đã đưa ra một cái concept, họ đưa ra một cái combo gồm có cản trước, mặt ga lăng, ốp của bánh ha. Khi mà chúng ta đi một cái xuống như vậy thì chúng ta sẽ ra một cái dáng vẻ xe sẽ đẹp hả các bạn. Tại vì họ cũng đã tính toán rất kỹ luôn khi mà họ thiết kế để làm sao ra một cái ngoại hình đẹp hả các bạn. Tương lai thì mình nghĩ của những năm mà giữa 2024 hoặc cuối 2024 thì nhà Everest, nhà Victor sẽ còn ra nhiều mẫu đẹp hơn, xuất sắc hơn nữa các bạn. Rồi, chúng ta nhìn từ bên hông qua này các bạn, một trong những cái điểm nhấn cực kỳ xuất sắc luôn hả các bạn. Và anh khách anh xem khá nhiều clip bên Thái các bạn, và anh đi khá nhiều loại mâm ha, và cuối cùng anh chọn dòng mâm Vart các bạn, với cái vân giống như vậy, vân chữ Y ha các bạn. Đây những cái cánh chữ Y đó, rất thịnh bên Thái luôn. Cái dòng mâm này thì một trong những ưu điểm của nó tại sao nó mắc, thứ nhất là thiết kế được tinh xảo các bạn, thứ hai cái dòng mâm này thiết kế khá nhẹ các bạn. Khi mà mình cầm lên xong này những cái dòng mâm nó rẻ tiền hơn chút xíu á, thì mâm này hoàn toàn nó nhẹ hơn khá nhiều luôn các bạn. Mình đã cầm thử hai cái mâm ha, và trong những cái thương hiệu cũng cao cấp bên Thái các bạn đó. Mâm này chúng ta có thể chơi cho dòng xe Ranger cũng được nha, Raptor cũng được nha, chúng ta mix lại cùng với nhau, chúng ta đi lên những dòng xe Ranger, Raptor các bạn, làm cho cái xe trẻ hơn tầm khoảng từ 5 đến 10 tuổi luôn ha. Mình đã có cái nhiều cái clip về hình ảnh về những cái dòng mâm này trên dòng xe Raptor ha. Các bạn có cần xem lại thì Zalo cho mình sẽ chia sẻ thêm ha. Và cái phong cách của Thái họ đi cái lớp Toyo, ga GLT các bạn. Và cái mâm lớp Toyo trong những cái dòng lớp Made in Japan luôn ha, trong những dòng lớp khá được chuộng ở bên Thái các bạn. Và cái concept này anh khách cực kỳ ưng ý luôn. Cái ga GLT thì cái mảng này nó sẽ to hơn các bạn. Cái ưu điểm và cái nhược điểm của cái mảng này nó to và cái rãnh này nó to là gì? Khi mà chúng ta đi đường sình lầy, những cái vùng đất mà nó cát hoặc là sình đất nhiều các bạn, cái độ bám khó, thì chính những cái rãnh này to này các bạn, nó tạo giúp cho xe chúng ta sẽ vượt qua những cái đó nó dễ dàng hơn ha. Còn với những cái vân này nó sẽ mỏng, và nó những cái khe này nó nhỏ các bạn, thì chúng ta đi trong phố thì nó sẽ êm hơn, nó không có bị ồn hơn các bạn. Đó, tùy vào cái đường địa hình. Và Toyo họ tạo ra nhiều phân khúc các bạn, lớp AT, lớp GLT, lớp ST ha. Lớp AT nó đi sẽ êm hơn một chút xíu, ST thì nó sẽ đi thiên về hướng phố một chút xíu, còn GLT nó sẽ đi hướng về off-road, đi qua những cái vùng đất khó khăn đó, để nó bám đường tốt hơn nha các bạn. Một phần mình thấy nó cũng là vừa Made in Japan, một phần là mình thấy nó vừa có những cái kiểu dáng, cái gai của nó cũng to, và những cái thiết kế của nó với những cái chữ nổi màu trắng. Cái chữ này bên trong nó là màu trắng các bạn, tại vì nhà sản xuất họ tạo ra cái lớp màu xanh để bảo vệ cái lớp màu trắng, để trước khi vận hành giao lớp cho khách đó, thì nó sẽ bay những cái lớp màu xanh này để nó lộ cái lớp màu trắng ha, khá đẹp các bạn. Và anh khách anh còn chăm chút rất nhiều luôn số chi tiết để kết nối hai cái màu trắng đen cùng với nhau. Thứ nhất là anh lên cái bộ tem thôi các bạn, bộ tem nhẹ thôi ở vị trí màu đen ở cánh cửa chạy dọc ra sau, để anh muốn nói liền cái kết nối từ phần đầu xe ra phần đuôi xe ha. Phần nửa cột trên, cột A, cột B, cột C anh cũng đã sơn màu, anh cũng đã dán đề can phần đen bóng luôn các bạn. Đây, dán đề can đen bóng và dán đề can full nóc phần đen bóng luôn ha. Nó chạy dài từ trước ra sau. Và thêm vào đó là bốn cái tay nắm cửa, anh cũng đã chuyển qua màu đen bóng luôn các bạn. Cũng khá là tinh tế ha các bạn. Một cái combo của Thái, một cái concept của Thái luôn. Quá đẹp luôn ha các bạn. Ở đây mình còn vô cho ảnh thêm một cái ốp Lambo màu đỏ nữa các bạn. Ốp Lambo nhôm CNC ha, 4 cái. Cái màu này chúng ta có nhiều mẫu các bạn, màu xanh chuối, màu xanh nước biển, màu xanh da trời, màu đỏ ha. Đó. Chúng ta vào dòng nhôm CNC thì nhìn nó thiệt hơn, nhìn nó xịn sò hơn ha các bạn. Đây là trong những combo của Thái luôn. Đó, quá đẹp luôn ha các bạn. Những cái ốp cu bánh đi vào những cái kết nối của cản sau Victor này. Đây. Body ở Victor gồm có thêm cái cản sau, 4 ốp của bánh và cái cánh gió bên trên nữa nha các bạn. Nè. Ở phần phía sau thì anh khách cũng chọn hai màu đen trắng cùng với nhau luôn ha. Ở đây thì anh chọn cái đường viền ở màu đen bóng các bạn. Và trên dưới thì hai mảng màu trắng cùng màu với xe. Và cái ốp chụp bô nguyên bản đó là màu bạc ha, anh khách cũng đã chọn qua màu đen bóng luôn các bạn. Sự kết nối đen trắng cùng với nhau khá là hài hòa, khá là đẹp nha các bạn. Xe này khi mà xe di chuyển đó, các bạn còn thấy nó vẻ đẹp, nó xuất sắc hơn nữa các bạn. Tại vì cái bánh, cái mâm nó lướt cùng với nhau, kết hợp cùng với lại body ở phần đầu xe, phần đuôi xe, với những cái cánh gió này các bạn, cánh gió nhựa ABS luôn nha. Tất cả những cái chi tiết mà họ Thái họ sản xuất á, họ đo ni đóng dài cho dòng xe ABS luôn. Khi mà mình về đây mình chỉ cần sơn và mình lắp đặt lên khá dễ dàng, và cái mí nó sẽ liền cùng với nhau các bạn. Trong những chi tiết trong bộ body kit ha các bạn. Body kit Victor thì mình nghĩ cũng đã hoàn thiện rồi các bạn. Nó gồm có chi tiết phần cản trước nè, mặt ga lăng Jeep nè các bạn, 4 ốp của bánh nè, cản sau nè, đó, và cái cánh gió bên trên thôi các bạn. Quá đầy đủ luôn, khá là nhiều chi tiết để tạo hình một cái xe nó đẹp ở mọi góc nhìn luôn các bạn. Chúng ta nhìn từ bên hông cũng đẹp, chúng ta nhìn góc 45 độ từ phía sau tới cũng đẹp nè các bạn. Đó các bạn, chúng ta đứng góc nào chúng ta cũng thấy được vẻ đẹp của body Victor ha các bạn. Từ đuôi tới chúng ta cũng thấy đẹp, với cái tạo hình của cái phần đuôi, cái phần cánh gió bên trên các bạn. Quá đẹp luôn ha. Rồi khi mà chúng ta thấy những cái ốp của bánh hai bên hông và kết nối cùng với lại những chi tiết khác, quá tuyệt vời luôn. Và anh khách anh còn điểm thêm một số chi tiết về đề can xung quanh xe ở những cái cột nữa các bạn. Quá xuất sắc luôn ha. Anh khách là trong những người cũng khá chú trọng về nghệ thuật, về gu thẩm mỹ ha. Và anh phối lên cái xe làm sao anh phải là sang xịn mịn các bạn. Những cái chi tiết phải là xịn nhất, đẹp nhất và xu hướng nhất của bên Thái hiện nay luôn ha. Rồi, đó là những cái điểm nhấn thật sự xuất sắc ở phần ngoại thất luôn các bạn. Đó là cái chi tiết mà mình muốn nói nhiều nhất trong cái clip ngày hôm nay các bạn. Một cái concept, một cái mẫu đồ cũng gợi ý cho những khách hàng đang đi ABS về màu trắng hay những tất cả những màu khác mà mình đều có thể mix lại, phối lại, sơn lại cùng với nhau nha. Còn trong phần nội thất thì nó cũng mình đã chia sẻ nhiều rồi. Bây giờ mình sẽ chia sẻ nhanh lại phần nội thất một chút xíu nữa thôi các bạn. Phần nội thất thì anh khách trang bị những cái ốp nội thất vương gỗ và cái lo trung tâm ha các bạn. Và song song đó thì mình cũng mở thêm những tính năng ẩn cho anh khách ha. Anh khách thì anh cũng cảm thấy là phần nội thất của LS 4x4 cũng đầy đủ. Anh chỉ thêm vào những món để hỗ trợ cho người lái. Thêm vào đó là cái camera hành trình nữa các bạn. Cái lo trung tâm ha. Sắp tới anh khách sẽ thêm vào bộ combo âm thanh ha các bạn. Hai lo cục D và cái súp hơi ngay đây các bạn. Súp hơi có cái thùng luôn ha, nó gồm có là cái thùng súp nè, cái âm ly các bạn, âm ly 4 kênh ha. Chúng ta vào chi tiết này là chi tiết như zin luôn, hai cái lon cục D. Trong những chi tiết cũng đầy đủ về gói âm thanh nữa các bạn. Anh khách anh thích về cảm xúc, anh thích về những cái nhìn, nghe và mùi hương nữa ha. Bên mình thì cũng hay làm những cái mùi hương dành cho xe ABS, khử mùi ion, khuếch tán không khí, đầy đủ tất cả mọi thứ luôn. Khi mà chúng ta nâng cấp xe, chúng ta đậu xe các bạn, chúng ta phải để ý về thị giác này nha, khứu giác nè, đó, xúc giác nè, những cái chi tiết khác. Chúng ta càng nhiều đưa những cái giác quan chúng ta lên một cái cảm xúc cao, tần suất cao thì chúng ta sẽ cảm nhận được những cái giá trị mà cái xe mang lại cho chúng ta ha. Đó là cái cách mà người giàu dùng tiền để ra tiền các bạn. Họ sẽ cảm thấy thoải mái hơn sau ngày làm việc căng thẳng các bạn. Rồi, đây là trong những cái mẫu gợi ý dành cho những anh khách đi ABS dòng Wildtrak nha các bạn. Ở một cái gói combo, full combo về body của Victor gồm có mặt ga lăng, cản trước, 4 ốp cua bánh, cản sau, cánh gió nha các bạn. Đó, kết hợp cùng với đó là bộ mâm, mâm Vart dòng lớp Toyo. Bên mình có nhiều dòng mâm, nhiều giá khác nhau luôn các bạn. Made in Thái Lan cũng có, Made in USA cũng có hai các bạn. Thì đó là những cái chi tiết mà chúng ta có thể nâng cấp được cho xe ABS. Các bạn có nhu cầu nâng cấp xe, độ xe ABS thì ghé bên Auto Style bên mình nha. Số 8 đường 1A, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, Bình Chánh. Bây giờ cũng đừng quên like, subscribe kênh YouTube của mình, kênh Bùi Quang Dũng. Xin chào, hẹn gặp lại.